liệu rằng hình ảnh này sẽ có thể được tái hiện ở Camp Nou mùa giải tới khi Lamine Yamal lại dê bóng vượt qua 3 đến 4 hậu vệ đối phương rồi tung ra đường truyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Và anh chàng đã sút tung lưới đối phương trong video các bạn đang xem lại đang gây sốt và trở thành con hàng số 1 được các culé kêu gọi, kiến nghị, thậm chí là donate cả tiền cho câu lạc bộ góp lúa mua về. Vì biết rằng Barca lúc này đang mắc căn bệnh ung thư ví cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc đại kình địch Real Madrid đang thăng hoa với chức vô địch châu Âu thứ 15 rồi ra mắt tân binh khủng Kylian Mbappe thì Barcelona lúc này vẫn đang có phần khá trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng. Những câu hỏi đã được đặt ra rằng với tương quan hiện tại, liệu Blaugrana sẽ đối chọi với đại kình địch của mình như thế nào khi mà họ cũng muốn mua sắm rầm rộ đấy, nhưng gặp ngay vấn đề quen thuộc, đầu tiên là tiền đâu. Mùa giải tới, huấn luyện viên Hansi Flick sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào một tập thể Barcelona đang có dấu hiệu rệu rã với những bất ổn cuối thời Xavi. Và chắc chắn rằng đội bóng áo đỏ lam vẫn sẽ là kẻ thách thức Galacticos 4.0 của Real Madrid trong cuộc đua quốc nội, cũng như được kỳ vọng vẫn sẽ tiến sâu tại đấu trường Champions League. Bổ sung thêm hai cái tên chất lượng sau, tân huấn luyện viên người Đức sẽ có trong tay một đội hình không phải dạng vừa nhằm cụ thể hóa giấc mơ trở lại ngôi vương Tây Ban Nha của mình. Thủ môn Marc-André Ter Stegen. Hợp đồng vẫn còn với đội chủ sân Camp Nou đến năm 2028, vì vậy chắc chắn rằng vị trí của Ter Stegen sẽ không hề bị ảnh hưởng trong một sớm một chiều. Thủ thành sinh năm 1992 vẫn cho thấy được rằng mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại khi đã trải qua 10 mùa bóng liên tiếp cùng với Barcelona, cống hiến sự nghiệp đỉnh cao với hơn 400 trận đấu và 15 danh hiệu lớn nhỏ cùng với câu lạc bộ. Mùa giải trước, những chấn thương đã ảnh hưởng đến thời lượng ra sân của Ter Stegen. Thế nhưng khi trở lại sân cỏ, anh vẫn dễ dàng lấy lại vị trí từ tay của Iñaki Peña và có những pha cứu thua vô cùng xuất sắc. Hiện tại, thủ môn người Đức đang tạm thời được giao tấm bằng đội trưởng của Barca và đó sẽ là bảo chứng cực kỳ có sức nặng cho việc anh sẽ tiếp tục là người gác đền số 1 của Blaugrana ở mùa giải tiếp theo. Hậu vệ phải, Jules Koundé. Vị trí này của Barcelona đang trở nên neo người hơn bao giờ hết sau sự chia tay của Sergio Roberto. João Cancelo, người mùa trước được Blaugrana mượn của Man City, đang mù mịt khả năng ở lại Camp Nou bởi lập trường của Barca là muốn mượn hậu vệ này thêm một mùa giải nữa, nhưng Man City thì lại chỉ muốn bán đứt. Trong cơn thiếu hụt nhân sự, Barca đã gọi về cầu thủ trẻ Julian Araujo, người đã được cho mượn ở Las Palmas mùa trước. Thế nhưng trên thực tế, Barca vẫn còn một lựa chọn khả dĩ hơn ở vị trí này, đó chính là Jules Koundé. Từ khi chuyển đến Barcelona và cả khi tập trung cùng với đội tuyển Pháp, Koundé đã được các huấn luyện viên xếp đá ở vị trí cánh phải không ít lần. Mới nhất tại Euro 2024, anh cũng đã ra sân trọn bộ 6 trận đấu của Le Bleu và đều được xếp thi đấu ở cánh phải của hàng thủ 4 người. Trong bối cảnh Barcelona không thể đàm phán với Man City về việc mượn João Cancelo thêm một mùa giải nữa, huấn luyện viên Hansi Flick có thể tính đến việc đưa Koundé sang cánh phải ở nửa đầu mùa giải sau, bất chấp việc cầu thủ này từng lên tiếng nói rằng mình không thực sự thoải mái khi phải đá giạt cánh. Trung vệ Andreas Christensen. Gia nhập Barcelona từ Chelsea ở mùa hè 2023, Christensen nổi lên là một trong những trung vệ tốt nhất mà đội chủ sân Camp Nou đang sở hữu. Mùa giải qua, anh đã được ra sân đến 42 trận trên mọi đấu trường và trong bối cảnh những cầu thủ ở hàng phòng ngự của Barcelona đang không quá dày về mặt nhân sự, sự lựa chọn mang tên Christensen sẽ không bất ngờ nếu như là cái tên thường xuyên được tân huấn luyện viên Hansi Flick điền tên vào đội hình xuất phát mùa tới. Anh là một mẫu hậu vệ điềm tĩnh và sở hữu khả năng không chiến vô cùng tốt, điển hình như là bàn thắng vào lưới của Paris Saint-Germain ở trận tứ kết lượt đi Champions League mùa trước. Marcos Alonso đã chính thức chia tay câu lạc bộ. Trong khi đó, cả Eric Garcia và Clément Lenglet đều chơi rất thiếu an toàn và không ngoại trừ khả năng sẽ tiếp tục bị đem đi cho mượn ở mùa giải sau. Christensen đang rất được kỳ vọng sẽ giữ vững được phong độ của mình để giúp cho Barcelona giải quyết được vấn đề tồn đọng ở hàng thủ của họ. Trung vệ Pau Cubarsí. Barca đã đón tin không vui ở Copa America khi trung vệ trụ cột Ronald Araujo dính chấn thương gân kheo và có thể vắng mặt đến 4 tháng. Trong bối cảnh này, một phương án mà họ có thể cân nhắc chính là đưa tài năng trẻ Pau Cubarsí lên đội hình chính thức và cho anh ra sân thường xuyên hơn trong mùa giải tới. Cubarsí sinh năm 2007, bằng tuổi với Lamine Yamal và cũng đã cùng với người đồng đội có màn chào sân đội 1 Barca ở mùa giải trước. Trung vệ cao 1m84 đã có những màn trình diễn khá ấn tượng, giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngay ở trận ra mắt Champions League gặp Napoli. Một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc của La Masia sẽ được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải năm nay,
bởi tiềm năng đã được khai phá và đẳng cấp cũng đã được chứng minh qua nhiều trận đấu lớn. Xa hơn nữa, Cubasi đang được quy hoạch để trở thành tương lai lâu dài của Barca, một sản phẩm cây nhà lá vườn cực kỳ đáng chờ đợi đối với các culé. Hậu vệ trái Alejandro Bande. Vị trí này gần như sẽ được đóng đinh cho Bande bởi trong đội hình của Barcelona hiện tại chỉ còn một mình cầu thủ trẻ Alex Valle, người vừa được họ gọi về từ Levante, là cầu thủ còn lại có khả năng chơi ở cánh trái hàng phòng ngự. Kể từ sau sự ra đi của Jordi Alba, Bande được kỳ vọng sẽ là người kế tục xứng đáng vị trí mà người tiền bối để lại, nhưng anh vẫn chưa thực sự đem đến cho người hâm mộ Barca sự yên tâm. Mùa giải vừa qua, Bande có phong độ thất thường và còn liên tiếp gặp phải những chấn thương, khiến cho thời lượng ra sân của anh bị cắt ngắn đi rất nhiều. Tuy nhiên, với dàn nhân sự còn lại trong đội hình của Barca, vẫn rất khó có ai đủ tầm để lấy vị trí của hậu vệ trái mang áo số 3 này. Vẫn được coi như là tương lai của đội chủ sân Camp Nou, những gì mà các cổ động viên muốn được nhìn thấy ở cầu thủ sinh năm 2003 sẽ là sự chín chắn và trưởng thành hơn, cũng như giữ được sự thăng hoa của mình xuyên suốt mùa giải tới. Tiền vệ trung tâm Frankie de Jong. Chấn thương trong trận El Clasico với Real Madrid hồi tháng 4 đã khiến cho de Jong bỏ lỡ Euro 2024 cùng với đội tuyển Hà Lan. Nhưng với các fan của Barcelona, đó lại là một quãng nghỉ giúp cho tiền vệ này có thời gian dưỡng thương và trở lại với đội hình của Blaugrana ở mùa bóng tới. Gia nhập Barca vào năm 2019 từ Ajax với mức giá 75 triệu euro, cầu thủ sinh năm 1997 đã trở thành một trong những trụ cột không thể thay thế của đội chủ sân Camp Nou qua 5 mùa giải qua. Vị trí ưa thích của anh là tiền vệ trung tâm, nơi De Jong được chơi bóng bên cạnh Sergio Busquets trong thời gian 4 năm. Khi Busquets rời đi, De Jong đã được bao quát một khu vực rộng hơn và thường xuyên là cầu thủ chơi thấp nhất hàng tiền vệ Barca. Ở vị trí này, một cầu thủ khác là Oriol Romeu thường xuyên thể hiện sự bất ổn trong những lần được trao cơ hội. Rõ ràng đẳng cấp của De Jong là vượt trội so với Romeu, và dù cho Barca có nằm dưới trướng của bất kỳ huấn luyện viên nào thì cầu thủ người Hà Lan cũng vẫn sẽ là một trong những quân bài chiến lược mà không nhà cầm quân nào có thể bỏ qua trong đội hình Barca. Tiền vệ trung tâm Pedri. Được dự đoán sẽ phải ngồi ngoài 6 tuần sau chấn thương gặp phải ở Euro 2024, Pedri sẽ kịp trở lại trong đội hình chính của Barca khi mùa giải mới khởi tranh. Lần này thì ngôi sao 22 tuổi không còn phải tiếp tục chinh chiến ở Olympic như cách đây 3 năm nữa. Anh sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng thương và tập trung toàn bộ sức lực cho câu lạc bộ. Sự trưởng thành của Pedri qua từng mùa bóng là điều mà người ta hâm mộ đều có thể thấy được. Tuy rằng sự nghiệp của anh đã bị cắt ngắn khi dính phải quá nhiều chấn thương, mẫu cầu thủ sở hữu sự xông xáo, khả năng chuyền bóng tốt và rất mạnh dạn tung ra những pha kiến tạo mang tính đột biến cao, Pedri đã giúp cho các culé thêm một lần nữa liên tưởng đến hình ảnh của huyền thoại Andres Iniesta. Tuy nhiên, với tiền sử chấn thương dày đặc, huấn luyện viên Hansi Flick sẽ đứng trước một bài toán vô cùng hóc búa, đó là việc sử dụng Pedri sao cho hợp lý nhất để có thể đảm bảo thể lực cho cầu thủ này. Với niềm cảm hứng từ chức vô địch Euro 2024 mới giành được, tiền vệ sinh năm 2002 đang được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong mùa giải tới, thể hiện phong độ ổn định để sớm trở thành ông chủ khu trung tuyến của đội bóng này. Tiền vệ tấn công Dani Olmo. Mảnh ghép còn lại trong tam tấu tiền vệ được rất nhiều cổ động viên Barcelona mong chờ là Gavi vẫn đang phải ngồi ngoài sau chấn thương nặng gặp phải ở mùa giải trước. Cầu thủ sinh năm 2004 đã bỏ lỡ 2/3 mùa bóng cấp câu lạc bộ và cả kỳ Euro 2024 và sẽ chưa thể ra sân thi đấu trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, với những người hâm mộ của Blaugrana, họ đã tìm thấy một ngôi sao có thể đủ sức thay thế Gavi, nhất là sau khi anh tỏa sáng rực rỡ giúp Tây Ban Nha vô địch Euro. Đó là Dani Olmo, một cầu thủ vốn xuất thân từ lò đào tạo La Masia của chính Barca. Không tìm thấy được tương lai ở sân Camp Nou, anh đã chuyển đến Dinamo Zagreb và có những năm tháng đầu sự nghiệp tại Croatia. Sự nghiệp của Olmo có những bước tiến chậm mà chắc khi hiện tại anh đã chuyển đến Leipzig và có cho mình vị trí chính thức ở đội bóng này. Ở Euro vừa qua, chính chấn thương của Pedri trong trận tứ kết với Đức đã tạo cơ hội cho Olmo có thời cơ tỏa sáng. Cầu thủ này đóng góp tổng cộng 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong hành trình lên ngôi vô địch của La Roja. Sự ăn ý trong tập thể mà huấn luyện viên Luis de la Fuente gây dựng cùng với xuất thân từ lò La Masia đang là những điều đem đến cho các culé niềm tin vào Olmo. Và đích thân Barcelona cũng đã đưa ra lời hỏi mua dành cho Leipzig để đưa cầu thủ sinh năm 1998 trở về mái nhà xưa, cạnh tranh trực tiếp với Man City ở bản hợp đồng này. Họ đang huy động 60 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này
Và nếu thương vụ thành công, Barca sẽ tìm được một tiền vệ cực kỳ sáng giá, là người có thể chia lửa với những Gavi hay Pedri trong bối cảnh Ilkay Gundogan đã 34 tuổi. Tiền đạo phải Lamine Yamal. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024 chính là lời khẳng định đanh thép về tài năng và trình độ mà Lamine Yamal đang có được dù chỉ mới ở độ tuổi 17. Cậu chính là tài năng trẻ sáng giá nhất trong nhiều năm qua của La Masia, nổi lên sau khi được huấn luyện viên Xavi trao cơ hội đá chính sau sự ra đi của Ousmane Dembele. Mùa giải vừa qua, Yamal đã ra sân đến 50 lần cho Blaugrana và có được 7 bàn thắng trước khi tỏa sáng rực rỡ ở kỳ Euro để giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Để lại nước Đức một siêu phẩm cứa lòng cùng với 4 đường truyền thành bàn, vua kiến tạo của Euro 2024 đã xô đổ rất nhiều kỷ lục trên hành trình xưng vương của La Roja. Đó sẽ là cú hích tinh thần không thể tốt hơn giúp các cu lê tiếp tục tin tưởng vào tài năng trẻ cây nhà lá vườn. Và việc cậu được huấn luyện viên Hansi Flick tiếp tục sử dụng một cách thường xuyên ở mùa giải tới là điều không cần phải bàn cãi. Đây sẽ là một năm đầy hứa hẹn và nếu vẫn giữ được phong độ cao như hiện tại, Yamal hoàn toàn có thể là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Golden Boy bên cạnh những Kobbie Mainoo hay là Charles Neves. Và có lẽ các cổ động viên Barcelona rất muốn đội bóng đem về thành công đối tác vô cùng ăn ý sau đây của Yamal bên cánh trái để có thể hoàn thiện đôi cánh thiên thần, được ví như là bộ đôi Messi-Neymar mới của đội bóng này. Tiền đạo trái Nico Williams. Đây chính là cái tên đã ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Euro vào lưới của đội tuyển Anh sau đường chuyền dọn cỗ của chính Lamine Yamal. Nico Williams đang trưởng thành nhanh chóng trong cả màu áo đội tuyển Tây Ban Nha lẫn câu lạc bộ Athletic Bilbao. Anh đã có hơn 100 lần khoác áo đội chủ sân San Mamés ở La Liga dù mới chỉ ở độ tuổi 22. Nền tảng kỹ thuật cùng với tốc độ tốt chính là những thứ vũ khí lợi hại nhất đã được Nico thể hiện ở kỳ Euro vừa qua. Và Barca đang có những động thái vô cùng nghiêm túc để đưa anh về Camp Nou và hoàn tất việc sở hữu cặp cánh đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu. Blaugrana lúc này sẽ phải dọn dẹp quỹ lương để có chỗ cho Williams và phương án mà chủ tịch Juan Laporta đang nhắm đến đó là việc sẽ bán đứt Ansu Fati để đón nhà vô địch Euro từ xứ Basque về xứ Catalan. Ngoài ra, để giảm thiểu các gánh nặng tài chính, Barcelona còn tính đến việc mượn Nico trong một năm kèm theo điều khoản mua đứt vào kỳ chuyển nhượng hè 2025. Vấn đề ở đây là việc đội bóng chủ quản Athletic Bilbao tỏ ra khá cứng rắn trong thương vụ này với yêu cầu Barca phải trả 58 triệu euro chỉ trong một đợt để có thể giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Tây Ban Nha. Nhưng với các cu lê, họ đang rất mong chờ việc câu lạc bộ sẽ giải quyết xong thương vụ này và được thấy Nico Williams khoác màu áo đỏ lam của Barcelona mùa tới. Trung phong Robert Lewandowski, 36 tuổi và đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, nhưng Lewy vẫn là tiền đạo số 1 của Barcelona ở thời điểm hiện tại. Anh có thể là không còn nhanh, còn khỏe và còn đẳng cấp như khoảng thời gian tung hoành cùng với Bayern Munich. Nhưng việc sẽ được tái ngộ cùng với người thầy cũ Hansi Flick ở mùa giải sau có thể sẽ là động lực to lớn giúp cho chân sút người Ba Lan tìm lại được cảm hứng ghi bàn của mình. Trên thực tế, mùa trước, thành tích ghi bàn của Lewandowski vẫn khá ổn định với 26 pha lập công sau 49 lần ra sân. Nhưng anh cũng thường xuyên gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội vô cùng ngon ăn, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của Blaugrana. Song, với bản hợp đồng còn kéo dài đến năm 2026, Lewy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chia tay môi trường bóng đá châu Âu để đi dưỡng già, khi anh từng từ chối nhiều lời đề nghị trị giá cả 100 triệu euro mà các đại gia Saudi Pro League dành cho mình. Dưới trướng của tân huấn luyện viên Hansi Flick, người từng làm nên thành công với cú ăn 6 cùng Lewandowski ở Bayern Munich, tiền đạo này chắc chắn sẽ rất được kỳ vọng, sẽ giúp cho Barcelona có thể đảm bảo được đầu ra bàn thắng, nhất là với sự hỗ trợ của cặp cánh Yamal Williams, hai cầu thủ trẻ trung giàu kỹ thuật và tốc độ như đã đề cập ở trên. Những gánh nặng về mặt tài chính đã phần nào khiến cho Barcelona không thể giữ được tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường chuyển nhượng trong nhiều mùa giải đã qua. Họ thường xuyên phải tìm kiếm những bản hợp đồng giá rẻ hoặc miễn phí để có thể bổ sung lực lượng. Tuy nhiên, tầm vóc và giá trị truyền thống của đội bóng này vẫn là điều không cần phải bàn cãi. Và tân huấn luyện viên Hansi Flick chắc chắn rất muốn Blaugrana bắt đầu mùa giải với một đội hình đủ sức đưa họ tiến đến những danh hiệu lớn. Chiêu mộ thành công Dani Olmo và Nico Williams sẽ giúp cho Barca có được một tập thể vô cùng đáng xem, cạnh tranh song phẳng với giải ngân hà của kình địch Real Madrid.